Rồi chúng ta sẽ chúng ta vô bài số 4 nha con. Đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Và chúng ta sẽ qua cái phần phân giải bài tập. Và chúng ta biết rằng là để phân giải bài tập thì các con nhớ lại cho cô cái phần lý thuyết chúng ta đã được học ở bài 4 đúng không? Thứ nhất đó là định nghĩa đúng không? Trong nội dung bài 4 chúng ta học không có phải nhiều, các bạn chỉ nắm cho cô được. Đó là định nghĩa, định lý và hệ quả, đúng không? Định nghĩa đó là như thế nào là góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung. Dễ đúng không? Góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung là góc có đỉnh nằm ở đâu? Đúng rồi, chính xác, nằm ở trên đường tròn. Rồi một cạnh là tiếp tuyến, cạnh còn lại làm gì? Đúng không? Ngay cái tên của nó, chứa dây cung, đúng không? Rồi định lý, định lý chính là cái gì? Là tính. Vậy góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung được tính như nào? Ồ, chính xác luôn, bằng một nửa số đo của cung bị chặn, đúng không? Và hệ quả, hệ quả thì có một cái thôi đúng không? Đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chẵn một cung thì bằng nào, được chưa? Đó là nội dung mà chúng ta đã được học trong bài số 4, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần phân giải. Vậy ở đây chúng ta sẽ nắm bao nhiêu giải, đúng không? Các bạn sẽ hỏi là cô ơi, trong cái bài tập này các con sẽ được chia ra thành bao nhiêu giải? Thì cô nói với các con chúng ta sẽ chia cái bài tập ở trong cái chương trình bài 4 này thành 5 dạng chính. Được chưa? 5 dạng chính. Và dạng đầu tiên của các con ha. Dạng số 1 đó là chứng minh hai góc bằng nhau. Đúng không? Vậy thì chúng ta thật ra thì chúng ta đã học cái bài mà chứng minh hai góc bằng nhau rất là nhiều rồi, đúng không? Và bây giờ vậy thì trong cái chương trình lớp 9 này muốn chứng minh hai góc bằng nhau chúng ta sẽ làm gì? Đúng không? Vậy thì phương pháp để làm bài tập này thì điều đầu tiên các con sẽ làm gì? Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chẵn một cung thì bằng nhau. Vậy chắc chắn là cái góc hai góc bằng nhau thì nó phải liên quan đến cái anh này, đúng không con? Đó. Rồi tiếp, hai góc kề một đáy của tam giác cân thì bằng nhau. Đây cũng là một cái câu lý thuyết mà chúng ta liên quan ở cái chương trình trước, những năm trước mà chúng ta đã học, đúng không? Hai góc này kề một đáy của tam giác cân thì bằng nhau. Vậy hai góc đó bằng nhau thì chúng ta suy ra được gì? À đúng rồi, chúng ta có thể suy ra hai cung bằng nhau, chẵn hai cung bằng nhau, đúng không? Rồi, hai tam giác mà có hai góc bằng nhau thì hai góc còn lại cũng bằng nhau. À chúng ta có thể vận dụng là hai tam giác mà hai cái góc kia nó đã bằng nhau rồi thì hai cái góc còn lại của chúng chắc chắn sẽ bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ sử dụng ba cái phương pháp này để chúng ta áp dụng vào chúng ta làm các bài tập, đó là bài 27 và bài 29 ở trong sách giáo khoa. Được chưa? Nhớ lý thuyết nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô bài 27. Vậy con thấy rằng là mỗi cái dòng của này hay tô một màu. Cái đó nó có một mục đích cả đúng không? Cho đường tròn tâm O và đường kính AB. Vậy đầu tiên các con sẽ vẽ cho cô làm một cái đường tròn tâm O và đường kính AB. Rồi, tiếp lấy điểm B B phở nha, khác A và B trên đường tròn. Lấy bất kỳ ở đâu cũng được. Rồi tiếp tục gọi T là giao điểm giữa AB với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Và cuối cùng đó là chứng minh góc ABO B phở bằng góc BBT. Được chưa? Vậy thì con nhớ cho cô là mỗi một cái câu, mỗi một cái câu thì cô là cho một cái màu để các con vẽ, các con tách biệt với nhau. Nên là thường các bạn không vẽ được hình, thường các bạn học hình là các bạn không vẽ được hình. Có như rất nhiều bạn là cô ơi, cô còn không có vẽ được cái hình này, sao con đọc mãi con cứ thấy nó rối như thế nào đấy. Đúng giờ là do chúng ta, đúng không? Chúng ta đầu tiên chúng ta tách ý cho cô, rồi sau đó chúng ta vẽ từ từ thôi thì tự nhiên con sẽ thấy là con sẽ vẽ được ha. Rồi bây giờ chúng ta vẽ nhá. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cho đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O. Chúng ta vẽ đường tròn tâm O thôi, dễ đúng không? Rồi tiếp theo đường kính AB, đường kính AB đúng không? Cho đường tròn tâm O và đường kính AB, rồi xong, đúng lớp đúng không? Tiếp lấy điểm B, lấy một điểm B phở đúng không, khác với A và B. Vậy lấy ở đây được không? Được, lấy ở đây được không? Ngay chỗ đây đúng không? Lấy ở đâu cũng được đúng không? Miễn sao nó nằm trên đường tròn mà đừng trùng với A và đừng trùng với B là được. Dễ không? Dễ. Rồi tiếp theo lấy điểm T là giao của AB, giao của AB này.
đúng chưa? Và tiếp tuyến tại B. Vậy đầu tiên con sẽ phải tiếp tuyến trước, đúng không? Mà là tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Vậy là con sẽ vẽ tiếp tuyến đó. Đây, con nối AB đây. Được không? Nối AB lên rồi chưa? Xong chưa? À, nối AB đã chứ. Vì T là giao điểm giữa AB và tiếp tuyến tại B mà. Vậy thì sau khi con nối AT rồi thì con vẽ tiếp tuyến tại B. Được không? Tách ra nha, vẽ tiếp tuyến tại B. Rồi, hai cái này nó cắt nhau tại một điểm và điểm này chính là điểm T. Đúng không? Mà tiếp tuyến thì phải vuông góc. Đó. Nha, tiếp tuyến là phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Và các bạn nghe tới đâu, các bạn phân tích tới đâu thì các bạn điền ký hiệu tới đó. Được chưa lớp không? Xong chưa nào? Dễ đúng không? Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là với cái dự kiện cho chúng ta, vậy dự kiện đã cho chúng ta cái gì rồi? Đúng không? Chúng ta suy nghĩ xem dự kiện đã cho chúng ta cái gì? À, cho đường tròn tâm O, đường kính AB, rồi B khác AB, gọi T là giao điểm của tiếp tuyến. Tiếp tuyến cho được vuông góc rồi, đúng không? Cho vuông góc thì cô là đã điền vuông góc rồi. Thì bây giờ đâu còn gì nữa đâu ta nhỉ? À đúng rồi, bây giờ chúng ta không còn lý thuyết, không cho cái gì thêm nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích câu hỏi, đúng không? Gọi là phân tích cái đề, xem cái đề này người ta muốn chúng ta tìm cái gì. Từ câu hỏi chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. Được chưa con? Vậy bây giờ chúng ta thấy là góc ABO, ABO, nối lại đi ha, nối lại. Đó, góc AB, ABO, rồi nối luôn cái góc ABO. Góc ABO, đây, đó, góc ABO, đúng không con? Góc ABO bằng với góc BBT, à, BBT, ôi là cái góc bên này, đó, hai cái góc này, ồ, bằng nhau. Vậy con nhìn thấy à, ui, đầu tiên con sẽ đặt một câu hỏi là, ô, cái góc này là góc gì? Được không? Vậy đầu tiên con nhìn vô đây, à, góc đây là góc gì? Góc gì ta? Góc gì ta? À, con thấy, à, góc gì ta? À, cái góc này nó nằm ở trong tam giác con. Được không? Cái góc BOA này là góc nằm trong tam giác con. Đúng không? Vậy thì cái góc này nó nằm trong tam giác con, vậy nó bằng với ai? Đúng không? Vậy con muốn chứng minh hai góc bằng nhau, điều đầu tiên con sẽ hỏi là góc đó là góc gì? À, vậy câu hỏi số 1 là cái góc đó là góc gì? Nó là góc gì? Rồi, đúng chưa? À, đầu tiên chúng ta sẽ hỏi góc đó là góc gì? Rồi, cái thứ hai sau khi mình trả lời được, ô, cái góc này là góc gì? Vậy cái góc này nằm trong tam giác con. Vậy câu hỏi tiếp theo, góc đó chẳng cung nào? À, câu hỏi số 2 là cái góc đó chẳng cung nào? Chẳng cung nào. Rồi, đó. Tiếp theo, nhưng mà bây giờ nó chả chẳng cung nào hết thì giờ làm sao? À, tiếp theo câu số 3 của chúng ta, nếu mà câu số 2 chúng ta chưa trả lời được, không chẳng cung nào hết thì chúng ta sẽ trả lời góc đó bằng với góc nào? Đúng không? Góc đó, cái góc mà chúng ta đang làm đó, nó sẽ bằng với cái góc nào? Đúng không? Bằng với góc nào? Góc đó bằng với góc nào? Đó. Bây giờ con xem thử xem, à, cái góc này nó bằng với góc nào? À, vì đây là tam giác cân này con, đúng không? Vậy cái góc này nó bằng với góc nào? À, vậy thì có cách nào? Vậy tới đây, vậy con biết góc này là góc gì không? Đúng rồi, góc này là góc, đúng rồi, chính xác, nó là góc nội tiếp. Đúng không? Nó chẳng ai. Ồ, đây, nó chẳng cung B phở B bỏ, đúng không? Gọi là cung BB, đúng không? Tiếp tục, góc bên này là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Chẳng ai. À, chẳng cung BB luôn. Vậy thì mọi chuyện chúng ta là ra rồi, đúng không con? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng, à, cái góc này nè, cái góc này chúng ta phân tích trước, đó là BBT. Và cái góc này nó chẳng cung gì? À, chính xác, nó chẳng cung BB. À, rồi, cái góc này, à, không có tên, bởi vì mình chưa biết nó là cái góc gì hết. Nó chẳng cung nào cũng có. Vậy thì bây giờ mình không thể nói nó là góc gì được. À, mình chỉ biết nó là cái một góc nằm trong tam giác cân thôi, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng góc gì? À, nó bằng góc B A
À, BAO. À, mà cái góc BAO này chính là cái góc BAB. À, nó cũng bằng cái góc BAB, đúng không? Mà cái góc BAB này cũng chẵn cung gì? À, chẵn cung BB. À, chẵn cung BB. Được chưa? Vậy thì con thấy là anh này chẵn cung BB, anh này chẵn cung BB. Đúng không? Vậy thì con suy ra được hai anh này mà cùng chẵn một cung thì bằng nhau theo hệ hệ quả hai góc nội tiếp, và góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung cùng chẵn một cung thì bằng nhau. Đúng chưa? Vậy thì mấu chốt ở đây chúng ta rất đơn giản, muốn chứng minh hai góc bằng nhau thì chúng ta phải đặt cho chúng ta ba câu hỏi, đúng không? Thứ nhất, góc đó là góc gì, đúng không? Thứ hai, góc đó chẵn cung nào, và cái câu hỏi thứ ba là góc đó bằng với góc nào. Được chưa? À, vậy thì đầu tiên chúng ta phải phân tích cho cô ha. Muốn chứng minh góc ABO bằng góc BBT thì chúng ta sẽ chứng minh điều gì? À, chúng ta có góc, con có góc ABO, nó bằng góc BAB. Vì sao nhỉ? Vì sao ABO lại bằng B BAO? Đúng rồi, vì nó là tam giác cân, đúng không? Đúng rồi, chính xác rồi. Tiếp, BT đâu rồi nhỉ? B T B B T B B bằng góc A B A B, đúng không? Bằng góc B A B. Đúng rồi, đây là góc, góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, đúng không? Cùng chẵn một cung thì bằng bằng nhau, đúng không? Mà mình biết rằng cái tam giác này là tam giác cân. Vì sao nó cân? Vì nó có hai hai gì? Đúng rồi, có OA bằng OB. Vậy thì mấu chốt của chúng ta được giải quyết hết rồi, đúng không? Bằng cái sơ đồ suy luận, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ làm bài này như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích rồi, đúng không? Chúng ta tìm ra cách hướng giải rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi giải nó. Bây giờ chúng ta viết như thế nào? Sau khi cái sơ đồ phân tích xong rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta viết. Chúng ta viết cái gì? À, chúng ta viết cái gì? Dễ, đúng không? Quá dễ đâu, chúng ta chỉ viết từ đây nè, đúng không? Từ đây nè chúng ta viết lên, đúng không? Từ đây nè các con viết lên chứ có gì đâu, đúng không? À, trong đường tròn tâm ô, hoặc là con xét xét tam giác ABO có anh này bằng anh này, đúng không? Suy ra tam giác này cân, đúng không? Mà suy ra tam giác này cân thì suy ra được hai góc này bằng nhau, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi ha. À, chúng ta có thể viết theo ý của các con, viết theo ý chúng ta được ha. Bây giờ cô lại viết nha. Xét tam giác, xét tam giác, ABO có OA bằng OB. Có OA bằng OB nên suy ra được tam giác ABO này cân tại O, được chưa các bạn? Dễ, đúng không? Sau khi các bạn xét nó cân tại O rồi thì các bạn sẽ suy ra được, bạn suy ra được góc ABO. Cô chỉ cần sơ đồ tư duy thôi ha. ABO cô suy luận được thì cô sẽ làm được. BAB. Được chưa? BAB. BAB. Sau khi con suy ra được hai góc này bằng nhau rồi, con xét đường tròn tâm O nha, xét đường tròn. Xét đường tròn tâm O bán kính R. Đúng không con? Xét đường tròn tâm O bán kính R. Vậy thì con sẽ có cái gì? Cái góc BAB. Đây là góc gì? Đúng rồi, chính xác, nó là góc nội tiếp. BAB là góc góc nội tiếp chẵn cung, cung nào? Đúng rồi, chẵn cung nào? Chẵn cung BB, rồi tiếp góc nào nữa? Góc BBT, là góc, tạo bởi, cô là viết tắt nha, tiếp tuyến và dây cung, chẵn cung,
trắng cung, cũng là cung BP luôn ha. Từ đó cô lại suy ra được góc BAB bằng góc BBT, mở ngoặc theo hệ quả, đúng không? Hệ quả đúng chưa? Rồi đây là một ha, đây là hai nhá. Từ một và hai cô suy ra đúng không? Từ một và hai cô suy ra, từ một và hai cô suy ra, suy ra cái gì? Suy ra cái đề đấy, A B O bằng B B T, mở ngoặc điều phải chứng minh, đúng lớp đó, đó là điều phải chứng minh. Dễ không? Dễ đúng không? Rất là dễ để chúng ta có thể làm được bài tập này, được chưa? Đầu tiên góc đó là góc gì? Góc đó chẳng cung nào. Và câu hỏi thứ ba của chúng ta, nếu như mà câu hỏi này chưa trả lời được, đó là góc đó bằng với góc nào, được chưa? Đó là ba câu hỏi mà chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta làm rất nhiều bài toán, được chưa con? Rồi chúng ta đi qua bài tiếp theo, bài số 2, xin lỗi, bài tiếp theo đó là bài 29, nó cũng nằm ở trong dạng một luôn nha con. Rồi bài 29, bài 29 có lại cũng tách ra cho con ba ý ha. Cho hai đường tròn tâm O và tâm O phẩy cắt nhau tại A và B. Đây là hai đường tròn cắt nhau, được chưa con? Kẻ tiếp tuyến từ A đối với đường tròn O phẩy. Đây, đây là cái câu mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là rắc rối, và thường chúng ta đọc lên là chúng ta không hiểu là các con sẽ vẽ như thế nào. Thì tiếp tuyến kẻ từ A này đối với đường tròn O phẩy cắt O, cắt O, và đối với đường tròn O cắt O phẩy tại D. Hình như cái câu này thiếu thiếu gì đó. C chưa có, đúng không? C chưa có, đúng không? Cắt O tại C và đối với đường tròn tâm O thì cắt O phẩy tại D, được không? Câu này thiếu, đề này thiếu một tí ha. Rồi vậy cô lại sửa lại chỗ này để chúng ta đủ để chúng ta làm nhá. Cho hai đường tròn O và O phẩy cắt nhau tại A và B, kẻ tiếp tuyến từ A đối với đường tròn O phẩy cắt O tại C. Tại C. Đối với đường tròn tâm O thì cắt O phẩy tại D. Đó là cái câu mà mình rắc rối nhất ha. Đây là cái câu này nè. Rồi bây giờ chúng ta vẽ từ từ. Đúng không? Cho đường hai đường tròn cắt nhau thì dễ rồi. Đúng không? Đây, cho hai đường tròn cắt nhau. Được chưa con? Đây cho hai đường tròn cắt nhau tại A và B. Đây là hai điểm A và B. Đó, chúng ta đính vô hai điểm A và B. Được chưa lớp? Rồi, tiếp tục bây giờ bắt đầu mới vẽ nè. Về vẽ cái phần rắc rối của chúng ta nè. Chúng ta thường là chúng ta không vẽ được là lý do có những cái từ mà chúng ta cảm thấy rắc rối quá. Chúng ta không hình dung ra được nó phải làm như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tắt nè. Tiếp tuyến thì chúng ta sẽ nhớ xem tiếp tuyến là cái thằng như thế nào. Nó vuông góc, đúng không? Nó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Vậy là tiếp tuyến kẻ từ A, đúng rồi. Đây, tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn O phẩy. Vậy là tiếp tuyến đầu tiên kẻ từ A đối với đường tròn O phẩy. Vậy tiếp tuyến thì phải vuông góc. Tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Bây giờ cô lại kéo một cái tiếp tuyến. Cô lại nối cái này trước nha. Đây, tiếp tuyến từ A đây. Đúng không con? Đây. Đây, đây là cái bán kính này con. Đó. Tiếp tuyến kẻ từ A này. Đó. Đây là cái tiếp tuyến tiếp thứ nhất kẻ từ A này. Đó, của đường tròn O phẩy này. Thấy chưa? Cắt đường tròn tâm O này. Tâm O này tại C. Thấy chưa? Nếu các bạn hiểu được như thế thì các bạn vẽ xong. Rồi tiếp tục lại là tiếp tuyến tại A luôn. Nhưng mà bây giờ đối với đường tròn tâm O lại cắt ngược lại cái thằng O phẩy, đúng không? Tại một điểm O, điểm D. Vậy bây giờ con phải kéo cái bán kính. Đây là cái ông màu xanh. Thấy cái ông màu xanh không? Đó, cái ông này là màu đỏ này. Cái tiếp tuyến này vuông góc với bán kính là cái ông màu đỏ nha. Còn cái ông này là tiếp tuyến là màu xanh, đúng không? Đó là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O và cắt O phẩy tại D. Con thấy chưa? Thấy không nào? Dễ khó đâu, đúng không? Rồi tiếp, bây giờ chứng minh. Chứng minh cái gì? Nối lại chứ. Chứng minh góc
À, góc 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 gì? À, như sai sai đâu thì à, cái này không có bê phẩy đâu nha con. À, chứng minh góc C B A. Đúng rồi, góc C B A là góc này nè. Đó, góc C B A bằng góc D B A. Rồi nối lại. À, góc D B A là góc này đây. Quái, làm sao chứng minh hai thằng này? Làm sao chứng minh hai cái ông này? Hai cái ông này là góc tù nhá, hai cái ông góc tù nhá, mà cũng chả có trường hợp gì đặc biệt để hai ông này bằng nhau hết trơn, đúng không? Hai ông này chả có trường hợp đặc biệt, đúng không? Chả có cái gì đặc biệt để chúng nó bằng nhau hết. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái phương pháp cuối cùng mà cô Lài đưa ra lúc nãy, đó là gì? À, chúng ta có thể chứng minh hai một góc bằng nhau nếu như hai góc kia bằng nhau. Vậy con thấy nó tạo thành một tam giác không? À, nó tạo tam giác không? Vậy nếu cô Lài chứng minh góc này bằng góc này, góc này bằng góc này, đúng không? Vậy thì hai cái cặp góc kia nó bằng nhau rồi, thì đây là góc thứ ba còn lại sẽ bằng nhau, đúng chưa? Đúng chưa? Đó, chúng ta sẽ nghĩ đến phương pháp số 3 mà cô Lài đã ghi ở lúc này, à, trong cái phương pháp của chúng ta. Chúng ta nhìn lại xem, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Đúng không? Chúng ta làm sao đây? À, chúng ta phân tích thôi. Bây giờ muốn chứng minh hai anh này bằng nhau thì có cách nào để chứng minh được cái anh bên này? À, cái anh bên này thì phải làm sao nhỉ? Chúng ta tìm hiểu xem, chúng ta phân tích như thế nào. À, muốn chứng minh hai anh này bằng nhau thì phải tìm góc. Vậy con coi khả năng góc nào bằng góc nào ta? À, khả năng cái góc nào bằng góc nào ta? À, khó thì đúng không? Khả năng cái góc nào? Đây, góc này. À, góc anh này, đúng không? Góc anh này. Có cách nào để chứng minh được cái góc này không? Góc này bằng góc này không? Đúng không? Nếu như góc này bằng góc này, đúng không? Rồi, góc bên này nè bằng góc bên này nè, thì chắc chắn hai anh còn lại nó sẽ bằng nhau. Nhưng mà bây giờ làm sao chứng minh này bằng nhau? À, vậy thì chúng ta cũng lặp lại, góc đây là góc gì? À, đúng không? Góc này góc gì? Rồi, góc đó chẵn cung nè. Vậy bây giờ mình hỏi nè, góc đây là góc gì? Đúng rồi, đây là góc nội tiếp, đúng không? Chẵn cung gì? Chẵn cung à, đây cung AB, đúng không? Chẵn cung AB, à, cái cung màu vàng ấy, đúng không con? Không phải là cung màu tím nhá, cung AB. Vậy à, cái góc này nó chẵn cái cung màu vàng AB. Rồi, góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến. Thấy cái dòng màu xanh không? Tiếp tuyến màu xanh không? Là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, cũng chẵn cung màu vàng luôn, đúng không? Vậy đây là góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, cùng chẵn một cung thì bằng nhau, đúng không? Tương tự như vậy à, đối với anh này, đúng không? Anh này, đúng không? Cũng là một câu hỏi như nãy. À, góc này là góc gì? À, góc này là góc nội tiếp, đúng không? Góc này là góc nội tiếp, chẵn cung gì? À, chẵn cái cung màu tím đó nè. À, chẵn cung AB nhưng mà là cung màu tím, đúng không? Cung AB cung màu tím. Rồi, vậy à, đây là một góc màu đỏ nhưng mà góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, cũng chẵn cung màu tím luôn, đúng không? Vậy thì hai anh này bằng cũng bằng nhau. Vậy thì cô Lài đã chứng minh được hai cặp góc bằng nhau, vậy cặp góc thứ ba còn lại chắc chắn sẽ bằng nhau, đúng không? Vậy đó là cái cách mà chúng ta, vậy bây giờ coi cái sơ đồ lập luận của cô Lài nó sẽ như thế nào. À, chúng ta sẽ đặt cho nó là M và N ha. Đây cô Lài đặt là M, N cho nó dễ gọi nha con. Chúng ta sẽ đặt là M, N cho nó dễ gọi. Rồi, vậy từ đó chúng ta lập ra một cái sơ đồ để chúng ta suy luận ha. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái góc à, muốn chứng minh là nó sao đây, đúng không? Cái góc à, CBA, đúng không? Thì nó bằng 180 độ trừ đi góc A và trừ đi góc C. Được chưa con? Đó, trừ đi góc A và trừ đi góc C. Rồi, cô lại lau mấy cái dấu của cô lại nha. Rồi, trừ đi góc A và trừ đi góc C. Được chưa cả lớp ha? Rồi, tiếp tục bên kia cũng vậy. Góc góc B B D góc D B A, đúng không? D B A cũng bằng 180 độ trừ đi hai căn này, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta làm sao? À, mà cái góc, à, mà cái góc, đúng không? Mà cái góc này nè, đúng không? Và cái góc này nè. À, cái góc B, à, góc B B B A C, đúng không? Góc B A C là cái góc màu đỏ đó nè. À, và cái góc
ADB là cái góc màu đỏ này, thì nó cùng chẵn cung gì? À, cùng chẵn cung ANB, đúng không? Bởi vì sao? Nó là góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến bởi dây cung, cùng chẵn một cung nên nó bằng nhau. Được chưa con? Rồi tiếp tục, góc ACB và góc ADB. À, góc ACB là cái góc màu xanh nha lớp nha. À, góc ACB và góc DAB. Đây là góc cũng chung chẵn một cung luôn. Đó là chẵn cung AMB. Đúng không? Đúng chưa? Đó. Vậy thì từ hai cái điều này con sẽ suy ra được. À, anh này bằng anh này rồi. Đúng không? Mà anh này thì bằng anh này trừ đi, anh này bằng anh này trừ đi, từ đó suy ra này. Đúng không? Vậy chúng ta làm. Đúng không? Chúng ta làm thôi. Chúng ta làm từ dưới, chúng ta làm lên, đúng không? Một câu hỏi cũng giống như cô Lai nói, góc đó là góc gì? Bây giờ chúng ta sẽ bố trí lại cái bài làm của chúng ta. Ha, bố trí lại cái bài làm của chúng ta một tí. Được chưa? Chúng ta xét đường tròn nào, đúng không? Chúng ta xét đường tròn nào và chúng ta học định ra cho nó rõ ràng nha con. Này, đầu tiên chúng ta sẽ xét đường tròn nào đây? À, đầu tiên muốn làm cái này đúng không? Chúng ta sẽ xét đường tròn tâm ô phẩy. À, xét đường tròn tâm ô phẩy. Đó, xét đường tròn tâm ô phẩy. Thì con có cái góc gì? À, cái góc gì? Cái góc này nè, đúng không? Xét đường tròn tâm ô phẩy thì con sẽ có cái góc góc B B A C. À, góc B A C là góc góc tạo bởi bởi tiếp tuyến và dây cung. Rồi, chẵn cung nào? Chẵn cung nào? Chẵn cung nào con? Chẵn cung, đúng rồi. Chẵn cung gì? À, đúng rồi, chẵn cung ANB. ANB. Đó, chẵn cung ANB. Rồi tương tự như vậy mình cũng có góc gì? BDA. BDA. Là góc gì luôn? Góc tạo bởi xin lỗi, đây là góc nội tiếp đúng không? Góc nội tiếp chẵn cung nào? Chẵn cung cũng ANB. Đó, ANB. Vậy thì từ đó mình suy ra được góc BAC bằng với góc BDA. Đúng không? À, đúng không? Theo hệ quả. À, theo hệ quả nha lớp nha. Theo hệ quả. Rồi. Vậy thì tương tự như vậy con tiếp tục xét cho cô là đường tròn gì nhỉ? À, đường tròn gì? À, cô lau mấy cái dòng này nhá. À, đúng rồi, chúng ta xét tiếp đường tròn tâm ô, đúng không? Xét tiếp đường tròn tâm ô. Rồi, tiếp theo, xét đường tròn tâm ô. Đúng không? Xét đường tròn tâm ô. Thì con sẽ có được gì? Xét đường tròn tâm ô. À, đường tròn tâm ô là đường tròn bên này nè. Đúng không? Thì cái góc này, à, cái góc màu xanh này này nha, là góc B A B. Góc B A B A D. Đây là góc góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Chẵn cung nào? À, chẵn cung gì nhỉ? Đúng rồi. Chẵn cung AMB. Đúng không? Rồi, tiếp tục. ACB. ACB là góc nội tiếp mà chẵn cung nào luôn? Chẵn cung, đúng rồi, chính xác, AMB. AMB. Đúng không? Từ đó con suy ra được hai anh này. BAD bằng góc ACB. Đúng không? Và cũng theo gì luôn? Theo hệ quả. Các con có thể viết ngắn gọn cũng được, hoặc là các con có thể trình bày ra như thế cho đủ ý. Được không các bạn? Ha, hoặc là bạn nào làm ngắn gọn hơn, các con có thể là theo hệ quả ta có cái này, theo hệ quả con có cái này cũng được, không sao cả. Được không? Nhưng mà cái đó thì nó phải 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 phụ thuộc vào vào cái cô mà chúng ta đang học ha. Nào, rồi. Vậy thì con thấy hai cái góc này bằng nhau đúng không nào? À, thường á thì cô sẽ trình bày cụ thể ra như thế này. À, thì các con làm việc nó dễ hơn đúng không?
đúng lắm nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua ý thứ hai. Và mà chúng ta có cái gì? À, đây nè, a này bằng nhau, hai này bằng nhau. À, mà đúng rồi, mà con có góc ACB, ABC thì nó sẽ bằng 180 độ. Trừ đi anh à? À đúng rồi, trừ đi hai anh đúng không? Trừ đi hai anh viết vào đúng không? Trừ đi góc A, góc ABC thì bằng 180 độ, trừ đi góc BAC và cộng với góc ACB. Đó. Được chưa? Rồi, tiếp tục góc ABD thì cũng bằng 180 độ, trừ đi trừ đi anh nào? Trừ đi AB A. Xin lỗi. Trừ đi góc gì? Góc gì bên màu xanh? À đúng rồi, trừ đi góc BAD cộng với góc BDA. Rồi. Đúng không? Vậy thì con thấy rằng là từ nè. Đây là một nha, ta đặt đây là một. Đây là hai, đúng không? Đây là hai. Và anh này chúng ta đặt là ba, đúng không? Vậy từ 1, 2 và 3 con sẽ suy ra được gì? Đúng không? Từ 1, 2 và 3. Đúng không? Con suy ra. Suy ra. Suy ra cái gì? Suy ra cái gì? Góc ABC bằng với ABD. Được chưa? Xong. Đúng không? Dễ, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi qua dạng số 2.